Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Thành Lợi sinh năm 1992, trú tại tỉnh Sóc Trăng về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 27 tháng 10, tổ tuần tra Công an thành phố Biên Hòa phát hiện đối tượng Trần Thành Lợi điều khiển xe mô tô mang biển số 61M121213 chở theo Nguyễn Thanh Tuấn chạy với tốc độ nhanh, có dấu hiệu khả nghi nên tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình làm việc, Lợi và Tuấn thừa nhận đã uống rượu bia. Tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn và tạm giữ xe máy theo quy định. Hai đối tượng này xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng tổ công tác không giải quyết. Lúc này, hai đối tượng có hành vi chửi bới, xúc phạm tổ công tác. Lợi dụng khi đồng chí Nguyễn Văn Duy, cán bộ đội cảnh sát giao thông đang lập biên bản, đối tượng Trần Thành Lợi đã dùng tay đánh vào mặt đồng chí Duy. Hậu quả đồng chí Duy bị thương. Đối tượng Lợi đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường Quyết Thắng để làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thành Lợi đã khai hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Cao Thị Thiên Thư, sinh năm 1979, trú tại tổ 6 ấp Tấn Hưng, xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, khám xét tại nhà của đối tượng Cao Thị Thiên Thư có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, lực lượng công an phát hiện thu giữ bên trong tủ đồ có 13 bọc ni lông trong suốt chứa ma túy đá methamphetamine, trọng lượng khoảng 4,3939 gram. Qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an, Thư khai nhận mua số ma túy đá trên từ một người lạ mặt ở thành phố Hồ Chí Minh đem về cất giấu để sử dụng, nhưng chưa kịp sử dụng hết thì bị phát hiện bắt giữ. Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã truy xét tạm giữ nhóm đối tượng thanh niên sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó nên Phạm Trần Thiện Hảo, sinh năm 2008 và Nguyễn Minh Thành, sinh năm 2007, hẹn gặp nhau để nói chuyện. Ngày 23 tháng 10, Hảo rủ theo hai người bạn đến một quán cà phê trên đường N4, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để chờ gặp Thành nói chuyện. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Minh Thành chở theo Trương Tuấn Duy, sinh năm 2007 cùng với 4 đối tượng mang theo 2 dao tự chế đến điểm hẹn. Khi thấy Hảo trong quán cà phê thì Duy cầm theo dao tự chế xông vào bên trong quán truy đuổi Hảo, đập phá bàn ghế trong quán. Thấy vậy, nhóm của Hảo bỏ chạy ra khỏi quán, nhóm của Thành cũng điều khiển xe bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những giá trị to lớn cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trực tuyến. Hoạt động lợi dụng không gian mạng tiến hành phạm tội, nổi bật là lừa đảo trực tuyến, chiếm đến 57% tổng số tội phạm mạng, gia tăng cả về vi phạm, quy mô và thủ đoạn tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vâng, thời gian qua thì lực lượng công an đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để đấu tranh với tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về trận chiến không khoan nhượng của Công an thành phố Hà Nội với loại tội phạm này. Đây cũng chính là tác phẩm giành huy chương vàng tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Công an Nhân dân lần thứ 14 vừa qua tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chị đã từng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu các dự án có liên quan đến công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, công ty BBA toàn cầu. Tìm hiểu thấy những dự án này có tên trên sàn giao dịch quốc tế, chị đã tin tưởng đầu tư tiền và tất nhiên đã rút được hoa hồng. Lợi nhuận có thật, chị liên tiếp huy động bạn bè, người thân để vay mượn tiền đầu tư. Và chị đã mất hơn 3 tỷ đồng. Cũng một vài lần là nói thật là cũng đã rút được cái lãi ra rồi. Thì
Cứ thế theo là mạch đầu tư, tôi cũng đã đầu tư vào đấy được khoảng hơn 3 tỷ. Cũng với niềm tin đó, một người đàn ông đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Anh tìm hiểu thấy đồng tiền ảo này có giao dịch trên sàn tiền ảo quốc tế, tương đương khoảng hơn 218 đô la Mỹ một đồng CBP. Thời điểm đấy thì do là rút được hoa hồng nên là tôi cũng tin và tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào dự án này. Thế nhưng, khi đã tham gia đầu tư đồng tiền ảo này, nhà đầu tư bị cuốn, bị ngợp với giá trị ảo của đồng tiền trong trang. Đến khi nhận ra đồng tiền ảo trong trang chỉ có giá trị bằng 1/100 giá trị đồng tiền thật, thì họ không thể thoát ra mà rút được toàn bộ số tiền đã đầu tư. Người tham gia cái đồng tiền trong nội bộ, chứ không phải tham gia đồng tiền ngoài kia. Vì là khi rút một đồng tiền ở bên ngoài đang có 1 đô đúng không? Mà trong nội bộ là 218 đô. Thì không bao giờ người ta rút cái đồng tiền ở bên trong này ra ngoài bán. Vì nó quá chênh lệch, nó thiệt thòi lớn. Nên buộc phải gì? Buộc phải mời người tham gia tiếp theo vào. Đấy, bán bánh xi của người trước ấy, cho người sau để lấy lại cái số tiền mình tham gia. Chi trả lợi nhuận lên tới 0,5% mỗi ngày trên giá trị nạp vào. Trả hoa hồng cho người mời thêm người tham gia mới từ 12 đến 50%. Trong khi không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng những chiếc bánh vẽ do các đối tượng tự vẽ ra đã khiến nhiều người sập bẫy. Mà tham gia vào speeding thì với mỗi một cái gói như vậy thì mỗi một ngày họ sẽ nhận lại là 0,5% dựa trên cái số gói người ta tham gia và quy đổi ra bằng coin thôi ạ. Mà người ta kết nối thêm các thành viên khi mà cái thành viên đó tham gia là miễn phí. Còn đến khi mà họ quy ước các gói thì họ sẽ được thưởng thêm cái phần đó là hoa hồng trực tiếp và hoa hồng cân nhánh. Và cứ như vậy, rất nhiều nạn nhân đã rơi vào cái bẫy mang tên đầu tư dự án tiền ảo, nạp tiền thật lấy những con số ảo trên mạng. Nhiều nạn nhân chỉ nhận ra khi đến một ngày, lực lượng công an triệt phá và bắt giữ được những đối tượng lừa đảo. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một hệ sinh thái tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với các giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ. Và khi mà bỏ cái đồng tiền ra để mua các cái gói đầu tư bằng cái đồng tiền kỹ thuật số CBP thì nhà đầu tư phải bỏ ra bằng tiền thật, tiền mặt và của quy đổi ra để mua lại cái đồng tiền CBP thông qua các cái đối tượng trung gian và thông qua các nhánh cấp trên. Thế và cái rủi ro ở đây thì như không có người tham gia đầu tư sau thì đương nhiên là các nhà đầu tư vào thì sẽ bị mất tiền. Vì cái tiền khi mà vào cái gói speeding này thì sẽ không thanh khoản được và sẽ không đẻ sinh lợi ra tiền, bởi vì công ty và cá nhân của các đối tượng là không có một cái hoạt động kinh doanh để sinh lợi. Nhận thấy những hệ lụy gây ra với người dân của đường dây tội phạm này, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Các đối tượng còn can thiệp vào cả cái sàn giao dịch quốc tế, có nghĩa là có tính chất xuyên quốc gia, và bị hại đa phần là những người mà có trí thức, hiểu biết về mạng xã hội và gần như là có đủ các ngành nghề, từ giáo viên cho tới bác sĩ, cho tới những thậm chí là cả sinh viên nữa. Xác định đây là vụ án phức tạp diễn ra tại nhiều tỉnh thành, thậm chí có tính chất xuyên quốc gia, Ban chuyên án đã ngay lập tức triển khai phân thành những tổ nhóm phụ trách từng mảng, từng lĩnh vực. Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội được giao trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác điều tra vụ án, xác định đây là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Đồng chí đã ngày đêm nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ việc. Nhận định tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội sẽ ngày càng phát triển trong tương lai, có thủ đoạn và tính chất hết sức phức tạp. Nhưng đây sẽ không là khó khăn với chị và anh em trong đơn vị khi tất cả cùng đồng lòng quyết tâm đấu tranh triệt phá. Trong vụ án này, số lượng đối tượng đông, di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau,
ở nhiều địa bàn và địa phương khác nhau. Trong khi đó, quân số của lực lượng cán bộ chiến sĩ của đơn vị ít, mỏng nên gặp không ít khó khăn trong quá trình trinh sát. Mặt khác, các đối tượng sử dụng nhiều mạng xã hội, thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau trên nền tảng mạng xã hội, ứng dụng Zalo, Telegram, WeChat, nên việc thu thập dữ liệu điện tử gặp rất nhiều khó khăn. Đối với loại tội phạm công nghệ cao này, thì trong quá trình điều tra, khám phá, thì điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất đó chính là thu được dữ liệu điện tử. Mình thu được dữ liệu điện tử mà mình khai thác, mình chuyển hóa thành chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Mình phải phối hợp với các lực lượng như là A05 hoặc PA05 của công an thành phố để trong quá trình điều tra mình đã xác định được trang chủ này, IP của đặt ở đâu thì mình khai thác ở đấy. Thứ hai là căn cứ vào quá trình điều tra mình khai thác nhanh, nóng các cái dữ liệu điện tử tại quá trình bắt và khám xét. Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố chia thành các mũi trinh sát, đồng loạt triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước. Thân Văn Thoại, trú tại quận Bắc Từ Liêm, phó tổng giám đốc công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, đã mua dự án tiền ảo từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó mở một trang web ứng dụng mang tên speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo. Qua ứng dụng đầu tư tiền ảo và các ví tiền ảo, đối tượng tạo ra một hệ sinh thái tiền ảo do mình tự sáng lập, nắm quyền khóa, cắt, khống chế, điều chỉnh tài khoản, khóa lệnh rút tiền, thao túng toàn bộ hệ thống, điều chỉnh giá đồng tiền ảo trong hệ thống, gây khó khăn khi nhà đầu tư rút tiền để buộc lôi kéo người tham gia. Trong cái khoảng thời gian từ năm 2020 cho đến nay thì Thoại đã thu hút được trên cái nền tảng Speeding là hơn 300 mã đăng ký tham gia vào cái trang web này, và số lượng người mà định danh đã nộp tiền vào thì đã xác định được là trên 5.000 người, thu lợi được một số tiền rất là lớn. Theo cơ quan công an, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật công nhận. Thực tế thì đối với pháp luật Việt Nam hiện nay như chúng tôi được biết thì là cũng chưa có một cái văn bản chính thống về cơ sở pháp lý nào để bảo vệ cho cái người tham gia đồng tiền kỹ thuật số bằng cái hình thức là đầu tư các cái gói và tham gia gói để mua đồng tiền. Và hầu như các cái trang web này đều là những cái trang web mà hoạt động không được cấp phép, hoạt động bất hợp pháp, đối với không được phép của pháp luật Việt Nam mà cũng không có cơ quan chức năng nào có thẩm quyền để cấp phép đối với các cái loại hình như thế này. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Thật sự, nếu mà lần này mà vụ việc không được lực lượng công an triệt phá thì tôi vẫn còn đang lún sâu. Số tiền mất không chỉ dừng ở con số vài trăm này đâu, mất nhiều hơn nữa. Rất là cảm ơn cơ quan công an đã và đang rất là tích cực để điều tra và bắt giữ các cái đối tượng lợi dụng mạng để lừa đảo. Thật sự là nếu mà không qua các cái vụ việc mà bị phanh phui ra thì gia đình tôi có lẽ là mất hết. Thưa quý vị và các đồng chí, vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân đã và đang bị lôi kéo tham gia đầu tư tiền ảo, kỳ vọng kiếm được lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, nhưng bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tiền thật thông qua việc đầu tư dự án ảo. Đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội là trận chiến lâu dài và là nhiệm vụ trọng tâm với Công an Hà Nội thời gian qua. Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số. Chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền. Ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều. Đó là những lời mời chào kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tiền ảo. Nhưng bản chất, đây là bẫy mà các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Chúng tôi xác định
vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 Bộ Luật Hình sự là loại hình tội phạm mới, hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Tuy nhiên, bằng sự đồng lòng, quyết tâm, sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo của phòng BC03 đã có sự đồng cảm, chia sẻ, nên toàn bộ cán bộ chiến sĩ đội 7 đã ngày đêm cùng hợp sức kiên trì đấu tranh với loại các đối tượng. Không chỉ với vụ việc này, mà mỗi ngày, các cán bộ chiến sĩ của lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thủ đô phải thực hiện một khối lượng công việc không hề nhỏ. Có những công việc thật khó có thể gọi tên, bởi các đối tượng trên không gian mạng là những đối tượng vô hình, ẩn danh và có nhận thức, hiểu biết về pháp luật, thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, hoạt động trên một thế giới phẳng với những cách thức luôn thay đổi và rất khó lường. Công an thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các bộ ngành, các cục nghiệp vụ được tiến hành thường xuyên, đảm bảo mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành công an trong công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quan hệ quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được mở rộng. Công tác nghiệp vụ cơ bản được chú trọng và đã có những bước chuyển biến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh tội phạm. Đặc biệt, ngày 3 tháng 4 năm 2024 tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Moscow, Liên bang Nga đã tổ chức hội đàm ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực, trong đó có nội dung tương trợ tư pháp, hỗ trợ trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Bằng sự chủ động và quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, 3 năm qua, các lực lượng công an thành phố Hà Nội đã ra dựng và đấu tranh với 122 băng nhóm, 387 đối tượng tội phạm, trong đó có nhiều tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng hoàn toàn công nghệ cao để gây án. Đồng thời, thống kê hàng chục thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng để tuyên truyền người dân nắm bắt, phòng tránh. Thưa quý vị và các đồng chí, cuộc chiến với tội phạm mạng là cuộc chiến khó khăn và nhiều thách thức. Tuy nhiên, mỗi cán bộ chiến sĩ của Công an thủ đô bằng bản lĩnh, kinh nghiệm, nghiệp vụ, thường xuyên trau dồi, cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin, các anh các chị đã và đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt tình hình tội phạm mạng, tập trung điều tra, giải quyết những điểm nóng trên không gian mạng, làm thức tỉnh, thay đổi nhận thức của nhiều người dân vẫn ôm giấc mộng giàu nhanh, qua đó khắc họa rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ của Công an thủ đô